Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại thì em đang đứng ở phía sau của một cái công trình lăng mộ mà Đá Minh Nghệ Anh Quân vừa mới hoàn thiện xong ở Hà Nam. Tại sao mình lại đứng từ phía sau của khu lăng mộ này để nói về cái video này trước? Tại vì như này, nhiều bác cứ nói là cái phía đằng sau của cái khu lăng mộ ấy mà Quân cũng không cần phải làm cầu kỳ đâu. Nhưng mà thực ra đối với mình cái tư duy đấy là không phải. Tại vì là một cái công trình lăng mộ nó thực sự đẹp ấy thì nó phải đẹp toàn diện, nó đẹp về mọi mặt. Thế nên cái phía đằng sau của công trình tuy là không ngắm nhiều nhưng mà cũng phải làm sao cho nó đẹp, cho nó cân đối, nó hài hòa. Tại vì cái phía đằng sau mà chúng ta đã làm được đẹp rồi thì cái phía đằng trước chắc chắn nó sẽ đẹp. Chứ không có chuyện là một cái công trình đã làm rất là đẹp rồi mà cái phía đằng sau này mình lại đem mình bỏ ngỏ, có thể làm nó đơn sơ hoặc là mình không đục chạm cái gì. Nhiều bác cứ bảo là thôi cái phía đằng sau không cần phải đục chạm đâu, để cho nó giảm chi phí đi một chút. Thật ra là nó cũng chẳng giảm được đáng bao nhiêu đâu. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cái công trình này nó sẽ tồn tại rất là lâu. Nó tồn tại nhiều đời, nhiều thế hệ, và sau này chẳng hạn như con cháu khi mà người ta nhìn vào một công trình thì người ta cũng biết được là à, cái thế hệ cha ông của mình trước đây làm cái công trình này cũng đã có cái sự để ý, cũng có những cái sự quan tâm và những cái sự trau chuốt rất là nhiều. Và cũng từ cái suy nghĩ đó thì nó cũng tạo ra cái việc là trân trọng công trình hơn và bảo vệ công trình hơn và thường xuyên đến để chăm sóc công trình nhiều hơn. Phía đằng sau nó đẹp như thế này rồi thì phía đằng trước nó sẽ như thế nào? Đây quý vị và các bạn đi lên đây. Tức là nhiều khi ấy, mình làm những cái công trình lăng mộ thì mình muốn rằng là nó phải đẹp về mọi mặt. Tức là các cái chi tiết nó đơn giản thôi nhưng mà nó thật sự là nó phải tinh tế và nó phải hài hòa để làm sao cho công trình nó trở nên ý nghĩa nhất. Chẳng hạn như quý vị và bạn đang nhìn thấy ở đây, những cái chi tiết của những cái bông sen này chẳng hạn, tức là nhìn đục nó không có quá gì là dối đâu. Không có gì là dối, em quay sát lại một chút đi. Không có gì là dối đâu nhưng mà các chi tiết nó thể hiện được là cái trình độ, cái bàn tay khéo léo của những người thợ và cái óc thẩm mỹ, cái tư duy của cái người thiết kế nó mới tạo lên được một cái công trình đẹp. Đấy, tức là cái phía đằng sau đã đẹp rồi thì đương nhiên là cái phía đằng trước đẹp. Thì như quý vị và các bạn đang nhìn thấy ấy, cái phía bên trong này mọi thứ được bố trí nó rất là hài hòa, cân đối và nó dùng cái từ là nó giản dị. Nhưng mà có một cái điều mà mình nhận thấy như thế này này, tức là khi mà làm những cái công trình lăng mộ đá ấy, những cái công trình kiến trúc nó nghệ thuật ấy, thì chúng ta không nên đục chạm quá là nhiều thì nó dẫn đến cái việc là nó bị rối và dùng cái từ là nó không sang. Nó không sang. Chính những cái chi tiết chẳng hạn như quý vị và các bạn đang nhìn thấy đây, những cái phần mái cong này, làm phẳng, làm nhẵn, nhìn thì cái nhìn thì nó rất là đơn giản nhưng mà cái tỷ lệ, chính cái tỷ lệ của sản phẩm ấy thì nó mới tạo nên cho cái công trình này những cái nét đẹp hơn, nó cân đối và nó hài hòa. Chứ còn nhiều khi là chúng ta cứ đục chạm, nó diêm dúa nhưng mà cái tỷ lệ chúng ta lại không chú ý đến. Tức là chúng ta làm cái tỷ lệ ngay từ ban đầu nó đã bị sai rồi. Cái tỷ lệ nó đã sai rồi thì công trình nó không đẹp được. Những cái chi tiết chẳng hạn như nhiều khi có những cái thứ mà mình không chỉ thì nhiều khi khách hàng cũng không biết đâu. Các bác chỉ biết là nhìn nó đẹp thì các bác bảo là nó đẹp. Nhưng mà nó đẹp ấy thì nó được tạo nên từ rất là nhiều thứ. Ví dụ như này, những cái đường chỉ này hay là những cái mái cong như thế này. Những cái mái cong như thế này nó cũng tạo nên cho công trình của mình nó rất là đẹp. Và có một cái điều như thế này nữa nhá. Nhiều bác cứ bảo là tại sao cái sản phẩm của Đá Minh Nghệ Anh Quân ấy nhìn là nó bắt mắt ngay. Tức là những cái mái này này của em là nó là những cái khối đá lớn, nó rất là dày. Nó rất là dày. Và nhiều khi là mình làm mình cũng không tiếc đá đâu. Tức là mình muốn là làm sao cái sản phẩm của mình nó phải trau chuốt nhất, nó phải kỹ nhất. Tại vì khách hàng làm những cái công trình này các bác ấy chỉ đầu tư theo kiểu là các bác ấy gần như là chỉ một lần thôi. Tức là đã không làm thì thôi, đã làm là nó phải chất lượng, đã làm là nó phải được ý. Chứ còn tránh cái trường hợp là khi mà chúng ta xây dựng những cái công trình lăng mộ xong bắt đầu là chúng ta cảm thấy nó không thoải mái, cảm thấy mình không thích. Và lúc đó thì không thể sửa, không thể tháo ra, không thể thay thế được. Tại vì nó còn liên quan đến rất là nhiều thứ. Chứ nó không giống như cái việc mà chúng ta mua một bộ bàn ghế để vào nhà ấy. Nó đẹp thì để, không thấy không đẹp thì thôi, thay bộ khác. Nhưng mà cái công trình lăng mộ này không thể như vậy được. Thế nên là đã không làm thì thôi, đã làm là phải làm cho chất lượng, làm cho kỹ thuật và làm cho tới tầm thì thôi. Thì như quý vị và các bạn nhìn thấy ở đây, cái anh chủ đầu tư của công trình này ấy, anh cũng là một trong những người rất là tinh tế và có cái óc thẩm mỹ rất là tốt. Đấy, từ cái việc là bố trí cảnh quan, sắp xếp làm sao cho cân đối, cho hài hòa, cho hợp lý ấy, thì nhìn công trình nó đẹp hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Và như công trình lăng mộ này thì là làm trước, tức là chưa có cái phần mộ nào đặt ở đây cả. Mình cũng xin được chia sẻ một thêm một cái chi tiết đó là đây là một công trình của một cái người con. Mình thực sự là khi nghe câu chuyện của anh, mình thấy rằng mình cũng học được rất là nhiều điều và mình thấy mình trân trọng những cái gì mình đang có hơn. Thì đây là một cái công trình anh làm để tri ân đấng sinh thành của anh, tức là anh làm cho mẹ của anh ấy,
bà vẫn còn đang sống, và anh muốn rằng là khi có bà còn đang sống thì bà sẽ được nhìn thấy rằng là công trình mà sau này, cái nơi mà mình nằm ấy, cái nơi mà mình yên nghỉ vĩnh hằng nó sẽ như thế nào. Và thực sự là mình nghĩ rằng hôm khi mà bà về đây bà tham quan thì chắc là bà cũng rất là vui và hạnh phúc rằng là cái nơi mà mình nằm nó khang trang và nó như đấy, mọi người nhìn thấy ở đây nó rất là nhẹ nhàng. Và ở đây có những cái cây chẳng hạn như là cây mộc hương này, hay là một số những cái cây hoa, nó tuy là đơn giản thôi, cây đại, thì nó tạo cho công trình ngoài cái việc, ngoài cái yếu tố là về màu sắc, về cái nhìn, nhưng mà cái mùi hương ấy nó cũng rất là thơm. Chẳng hạn như hôm nay có hương của cây mộc hương, cây cau ấy, và hôm tới này có của cây đại, thì nó tạo cho công trình rất là ý nghĩa. Và như các bạn đang nhìn thấy ấy, tức là cái khối của cái lăng thờ này là cái khối to nhất, và nó chuyển tiếp dần dần xuống hai bên bằng hai cái cánh phong như thế này. Hai cái phần cánh phong này thì thường là mình sẽ làm rất là đơn giản và làm cân đối để làm sao nó tạo cái sự chuyển tiếp. Chứ còn ở cái phần cánh phong này mình không muốn đục chạm cái gì nó quá là rối. Tại vì khi mà chúng ta đục chạm vào cái phần cánh phong này nó rối quá thì nó sẽ làm cái phần chính này nó bị giảm cái hiệu ứng đi. Thì mình muốn là khi mà mọi người nhìn vào thì mọi người sẽ tập trung vào cái phần chính này. Còn cái phần cánh phong kia nó chỉ là cái phần phụ thôi, để cho nó có sự chuyển tiếp giữa cái cao và cái thấp thôi. Thì công trình nó đẹp hơn và ý nghĩa hơn. Đấy, và khi mà làm những cái công trình lăng mộ đá này thì ngoài những yếu tố như mình vừa nói thì cái yếu tố nguyên liệu là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Và như công trình này là tất cả đều được làm bằng chất liệu đá xanh rêu tự nhiên, loại cao cấp nhất. À đây, để em cầm em quay một số những cái chi tiết như thế này để cho quý vị và các bạn nhìn thấy. Đây nhá, các bác nhìn thấy này. Đấy, những cái chi tiết đục thủng như thế này. Ở trong công trình này thì em chỉ đục thủng hai bức thôi, hai bức sen này hai bên thôi, để cho công trình nó có một số những cái điểm nhấn. Đấy, rồi ngay cả những cái bức bình phong đục rất là kỹ. Đấy, để tạo nên một cái công trình lăng mộ đẹp đôi khi nó không có gì là quá là cầu kỳ đâu. Nhưng mà mọi người cần phải sắp xếp làm sao cho nó cân đối, nó hài hòa. Và các bác nhớ nhé, khi làm những công trình này thì các bác phải có những cái phần cảnh quan như thế này thì công trình của chúng ta sẽ đẹp hơn. Và nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến cái việc mà xây dựng, quy hoạch những công trình lăng mộ đá này, quý vị và các bạn có thể gọi điện cho em theo số điện thoại trên màn hình. Thì em sẽ tư vấn giúp quý vị và các bạn để làm sao mình xây dựng được những cái công trình lăng mộ nó đẹp hơn, khang trang hơn và ý nghĩa hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều vì đã luôn luôn theo dõi ủng hộ kênh của Đá Minh Nghệ Anh Quân. Quý vị và các bạn hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn.